làm cho đầu cây nó bằng đi. Vô dây giờ ra kiểu à, vô dây tới đâu không bưởi cắt đi phải không anh? Bẻ luôn, tới đâu bẻ tới đó luôn. Mình vô thì mình bẻ cái cánh nhánh cây nó có gãy không? Gãy quá vậy. Tại mình bẻ quá mà. Đó rồi giờ ta dán rồi đó. Để bẻ cây được kịp thôi. Hôm nọ em quay, em cũng quay cái cây anh làm mà nó tối thui rồi, không có nhìn rõ. Coi anh làm. Đó, đa dáng. Cùng nhánh biết bao nhiêu dây nữa. Công phu cái nhánh nhỏ nhỏ cũng phải phấn. Làm cái nước này để phòng mau nước sau. Mình muốn quấn dây nhiều ít là do mình quấn thì mình biết bẻ nó có lực nhiều hả anh? Nhiều dây hả? Ừ. Nhiều dây nhập cây. Nhưng mà mình vô khéo sao đâu, sao đâu. Nhiều người xiết cái lực dây nó nhiều quá nó móp vô cái thịt cây luôn á. Anh thôi mình đi dây thôi. Quấn nhiều không sợ. Sao mình vô nó lực nó lắm. Cành lớn thì vô dây lớn, còn cành nhỏ nhỏ vô dây nhỏ. Sau khi nó ra dáng nó ổn định rồi nó mình phải gỡ dây ra. Cành mà biết nguyên dây trong đó.
dây này mình mua theo ký hay mua theo sao anh? Ký. Cái này mình lấy ở đâu à? Lấy ở trên mạng ở ngoài á. Dạ. Thử về. Ký này nhiêu tiền? 120. Lấy đặt gì đặt số lượng mấy chục ký chứ lấy 1-2 ký ai gửi? Có nhiều không? Ít cũng gửi nhưng mà phí. Phí nhiều. Thường thường anh lấy mấy chục ký? Lấy mình chục ký. Xài nhiều, nhiều quá tốn tiền. Cái đâu xài hết á. Thì tôi đợt nó, mình đợt mình làm nhiều mình lấy nhiều. Nó gửi thì mình tính cứ phí nó vận chuyển về đây, nó cũng gửi xe thôi. Có nhiều thì người ta bao nhiêu. Khi mình lấy nhiều thì giá thành nó giảm. Dạ. Đúng rồi. Giảm phí chứ. Duyên Nguyên làm riết vậy anh biết cây một gốc cây gì tuổi thọ nó khoảng bao nhiêu anh biết không? Mấy cây này sống lâu. Như mình đoán cái gốc cây này khoảng nó được bao nhiêu năm đó? À, tuổi đời nó hả? Ừ. Cây này không được mấy năm rồi. Nhiều người ta nhìn cây người ta biết là tuổi thọ của cây là bao nhiêu năm rồi đó. Nó dựa vào đặc điểm gì đó mình biết đó ta? Cái cây nhìn sức lớn nó biết, mình đi khai thác không biết. Đúng, kinh nghiệm có khác. Như bứng gốc cây cũng biết, mình đến mình coi cái thế nào mình bứng chứ đâu phải là mình vô cứ ào ào vô mà bứng đâu. Dù xưa anh lấy gốc bên nhà của Hà, cây mạnh đó, bứng quá trời luôn mà. Ủa cây đó để đâu rồi anh? Hay là chuyển chỗ khác rồi em? Cái nào? Cây lấy bên cây mạnh nhà của Hà đó. Hà đi khế. À, cây khế. Cái đây sao? Mấy cây đó người ta thường người ta đặt vào mấy quán cà phê, quán này kia. Chồng. Chỗ, nhà. Cái đó đem về vợ chồng làm kiện chứ đâu có chồng anh trái nữa hả? Chồng nhiều khi ta chồng vườn, ta chồng lấy trái chơi rồi đó. Ừ.